Thịnh Kinte sẽ giới thiệu đến với các bạn trong một hoa thơm có lạ, một loài hoa phong lan có tên gọi là Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Lan Hoàng Thảo Nghệ Tâm còn có các tên gọi khác như Thạch Học Kiên Giáng, Hoàng Thảo Sinh Sinh. Có tên khoa học là Dendrobium Lodi Densi. Hoàng Thảo Nghệ Tâm hay còn gọi là Thạch Học Kiên Giáng. Có tên khoa học là Dendrobium Lodi Densi, là một trong những dòng lan hoàng thảo rất đáng sưu tầm. Hoàng Thảo Nghệ Tâm sinh sống ở những khu rừng nguyên sinh, rừng lá kim có nhiều rêu, ẩm ướt ở độ cao 1.000 đến 1.500 mét. Chúng phân bố chủ yếu ở các cánh rừng Tây Bắc Việt Nam, các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, Lào. Nhiệt độ ưa thích là 20 đến 30 độ C, cây ưa ẩm. Như những dòng lan thân thần khác, Hoàng Thảo Nghệ Tâm cũng cần có một thời gian ngủ đông trước khi ra hoa. Nhưng điểm khác biệt ở đây là Hoàng Thảo Nghệ Tâm không rụng hết lá mà chỉ rụng 1/4 đến 1/3 số lượng lá trên thân. Do đó, vào mùa hoa, chúng ta vẫn được chứng kiến những cánh hoa xinh xắn xen lẫn với màu xanh của cành lá. Đây không phải là đặc điểm mà dòng lan hoàng thảo nào cũng có. Với thân to nhất như chiếc đũa, Hoàng Thảo Nghệ Tâm thích nghi với kiểu sống bụi. Nhiều thân thần cùng chồng chéo lên nhau. Có lẽ đặc điểm này là nhằm để che bớt đi phần nào những thân cây nhỏ nhắn. Thay vì kiểu sống quá tập thể mà thân cây không mập như giả hạt hay chậm, hình thái và cách nhận biết, giả hành nhỏ có khi đứng thẳng nhưng cũng có thể bò lan trên đất. Mỗi giả hành dài 5 đến 10cm, to 0,5cm. Giả hành mới phát xuất từ một nửa chiều dài của thân đã trưởng thành. Lá nhỏ, dày, màu xanh nhạt. Lá rụng theo mùa, dài 4 đến 6cm. Hoa mọc đơn độc ở những đốt. Hoa to từ 4 đến 5cm. Lá dày và cánh hoa có màu hồng của hoa tử đinh hương. Môi rộng màu cam đậm với cái rìm màu tử đinh hương nhạt lại có tua. Lan biểu sinh thật thật lan, thân của cây bò lan trên mặt đất trông như tấm thảm, sống nơi có mùa khô rõ rệt trên độ cao 400 đến 1.500 mét ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, kể cả đảo Hải Nam và Hồng Kông. Đặc tính và điều kiện sinh trưởng, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ mát đến trung bình 20 đến 30 độ C, ánh sáng vừa phải, cây rất ưa ẩm.